À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn đi mua một cái cây khế các bạn ơi. Thì mình đi mua cây khế cũng một cây khế nó cũng không có được đẹp lắm các bạn. À, nhưng mà mình nghĩ thì cây này mình cắt nó ra thì có thể là mình đục đẽo nó lại thì cũng chơi được các bạn. Thì nãy mình vô thì mình lo mình là lay quay về mình mua xong rồi mình cắt từ nãy giờ mà quên quay lại cho các bạn xem. Thì các bạn thấy cây khế này nó có cái đế rất là đều các bạn. Đó, cái đế này thì có thể nói là đế 24 giờ ha. Đó, đế rất là đều. Thì sau khi mình đúc cái cưa vô mình cắt hai cái mặt cắt các bạn. Đó, cắt từ từ để lấy cái khúc này ra nè. À, cắt ở trên một cái. Rồi cắt ở dưới một cái. Bởi vì cái này là nếu mà mình cắt một cái thì không có lấy ra được, nó kẹt, nó dính ở trên các bạn. Đó, sau khi mình cắt ở trên rồi mà nó vẫn còn kẹt nè. À, là mình cắt ở dưới thêm một mặt cắt nữa thì hai cái mặt cắt là mình rút nó ra được các bạn. À, cái cây này thì ngày xưa người ta có đóng đinh các bạn ơi. Đóng đinh từ một cái nhánh nhỏ qua nhánh lớn ha, thành ra nó dính trong á. Sau khi mình cắt nãy giờ hè thịt thì mình mới đúc xà beng vô nại á, thì nó xức cái nhánh trên ra nè các bạn. À, đóng cái đinh dính trên đây nè. À, thành ra là cái này là phải cắt từ từ chứ không có làm nhanh được các bạn. Thành ra nãy giờ hè hịch thì cắt nó xức cái phần trên được rồi đó, còn cái phần dưới thì nó còn đang dính đây đó. Cắt bỏ cái phần chính đó các bạn, phần chính nó bị hồi đó nó có mặt cắt đây nè. Nó giờ cắt luôn, rút cái phần thân chính này ra thì nó mới lộ ra cái hai cái nu các bạn. Đó, sau khi mình cắt nó ra thì các bạn thấy cái mặt cắt nó vậy nè, thì mình đang cắt lại thêm cho nó thấp xuống nữa để mình đục ra thành một cái nhánh ở đây các bạn, tạo ra cái nhánh ha. Còn phần trên các bạn thấy thì nó cũng không có được chót, nó nu nè, nó nù nù ở trên ha, không có hay lắm. Thành ra mình quyết định mình cắt ngay cái đoạn này nè các bạn. Đó, từ đây mình cắt qua. Đó, mình cắt ra ra cái này ra rồi mình đục luôn cho nó thông lại cái cây các bạn. Chứ cái cây này mà để thì nó rối tùm lum xùm không đẹp lắm các bạn. Còn cái mặt dưới thì mình cắt ra thì bây giờ nó vậy đó, nó hơi ngang lắm, thế nhưng mà để chút nữa mình cắt cho nó xéo xuống các bạn. Nó giống như chữ V, nó tạo ra một cái nhánh. Rồi mình sẽ đục lại cho các bạn xem ha. Thì nói chung cái cây khế này thì nó là một cây khế cũng bình thường các bạn, không không có nhìn không có bắt mắt lắm, nhìn nó cũng không đã bạn ơi. Nhưng mà nói chung thì mình đi mua thì cũng ở đây cũng của bà bác ở đây thì cũng lớn tuổi rồi. Nên thôi mình mua giúp dùm cho bà bác, chứ còn cái cây này mình thấy nó cũng không có nó không phải là một cây được các bạn. Nhưng mà thôi kệ đi, mình cố gắng mình mua rồi mình tạo nó các bạn. Đó, mình đục ra thì nếu mà mình không cắt ra thì không thể nào mà tạo được cái dáng cái này các bạn, bởi vì nó đầu trên đầu dưới nó muốn bằng nhau, nó chỉ có những cái nhánh này nhờ ngày xưa chặt thì nó cũng có những cái nu các bạn. Thì cái ý tưởng của mình nó là cắt ra tạo ra cái cây này thành ba cái thân các bạn, ba cái nu ha, ba cái nu mà nó lâu ngày, nói chung thì tạm gọi là nu thôi chứ không phải là nu các bạn. Ba cái nhánh thì nó tạo những cái nu nu đó, thì mình dùng ba cái đó để mình làm ba cái thân chính đúng không, cho cái cây này đó. Thì cái mặt cắt này mình cố tình mình đục ra thành giống như là một bên là một thân chính, một bên là một nhánh vậy đó các bạn. Đó, thì không biết các bạn xem nó làm sao cho mình, nãy giờ mình làm nó cũng là xà quần dữ lắm các bạn ơi. Cắt rồi nha, rồi đục rồi đẽo tùm lum tùm la hết đó, một buổi trời ha. Thì cũng mua giùm cho bà già thôi đó, cũng tội nghiệp bà già thì mình chứ còn cái cây này thì ở đây thì mình thấy là cũng chắc có lẽ cũng có nhiều người đến đây cũng giống như ế độ các bạn ơi. Cây này thì không đẹp, chứ nếu mà đẹp thực sự mà nhìn thấy đẹp thì chắc lẽ anh ta muốn tiêu rồi, không tới mình ha. Mình thì mua những cái gì đó nó tào lao mình kệ đi các bạn nha. Còn cái chuyện mà đẹp xấu ở đây thì mình không quan trọng đâu, bây giờ mình quan trọng là mình có cái mình làm cho nó theo cái sở trường của mình thôi. Đây thì cũng có thể giúp được cho bà lão. Thì thôi nói dài quá lòng vòng. Các bạn thấy thì cái cây khế này á, thì khi mà mình đục cái nhánh thân chính nó ra đó thì nó sẽ tạo ra chỗ đây nè, tạo ra thành ba cái thân ha. Đó thì cái trên này á, thì mình cái thân trên mà nó nu nặng ở trên thì mình cắt bỏ luôn các bạn.
đó, tạo ra cái thằng này nó thành, sau khi mình uống nó thì chắc có lẽ là mình uống thành thành ba cái thằng luôn các bạn đó. Từ một thằng lên tới trên này chia ra ba cái nụ này mình uống thành ba cái thằng. Bây giờ trước mắt thì mình đục nó ra thì mình tha keo nó lại đi, rồi có lẽ là để mình nói bà lão mình gửi cái cây này ở đây. À, mình gửi đây thời gian cho nó lên là mình có thể mình lâu lâu mình ghé đây mình uống các bạn. À, mình tạo ra cái cây cho nó thành những cái tai tán rồi mình mới có thể mình bứng sau. Đó, cuối cùng thì cái cây nó đã mình đã xử lý nó xong các bạn. Đó, các bạn thấy sao thì có thể góp ý cho mình ha. À, cái cây này thì mình thấy nó có cái bộ đế rất là vững chãi các bạn, bộ đế rất là lớn ha, đều. Trên thì các bạn thấy đó, sau khi mình đục ra thì nó còn lại giống như là ba cái nâu rồi đó nha. Đó, ba cái thì nó có một cái thân cao đó, mình dùng nó mình làm cái thân chính ha, hai thân dưới thì hai thân dưới thì mình làm hai cái thân phụ, còn cái bộ đế đó để mình quay cận cảnh của bộ đế các bạn xem nè. Đó, cái này thì mình thấy cái đế nó rất là vững chãi các bạn ha, đế lực ha đều ra. Đó, bên đằng sau cũng có luôn các bạn. Đó, thì cái phần trên của nó sau khi mình đục xong thì nó như vậy đó các bạn. Ở đây mình tạo ra thành hai cái thân nè ha. Đó, thân trên này là thân chính ha. Đó, có thể sau này mình tạo ra là thành một thân vậy mình uống ra thành tán tán các bạn ha. Đó, có thể mình uống ba tán, bốn tán, bốn tán, bốn tán, năm tán vậy đó các bạn ha, uống dài lên. Thì sau này mình uống thì mình có thể quay cái clip lại các bạn xem sao. Bạn thấy cái đế cái mặt bên đây nè. Đế rất là dữ rồi các bạn ơi ha. Đấy nó mạnh ha, lực về là ha, các bạn thấy có từ muối ha. Thì mình thấy cây này thì sau khi mà mình đã đục xử lý nó ra xong thì mình cảm thấy nó cũng được các bạn, tạm ổn các bạn ơi ha, không đến nỗi xấu ha. Đó, thì các bạn xem các bạn có thể góp ý cho mình rồi, cái cây này thì mình làm như vậy nó có được không. Đó, ngay lúc đầu thì cái thân này là thân chính và nó lên thì nó cũng có một cái vết cắt, nó cũng mục rồi. Đó, lên trên nữa thì nó thẳng lên trên thì cũng bị chặt rồi, nhưng mà mình thấy là nó đơ lắm các bạn, thành ra mình quyết định mình cắt nó ra để mình lấy riêng cái phần của một cái nhánh kế bên mà cao đó các bạn. Đó, để mình tạo lại một cái thế khác đó, cho cây nó hơi thon lại các bạn. Đó, thì các bạn xem các bạn có thể góp ý cho mình ha. Đó, sau khi mình cắt xong thì bây giờ nó vậy đó các bạn, để nó lên là mình uống rồi mình quay lại cái clip sau các bạn xem. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. À, các bạn xem thì nhớ đóng góp ý kiến cho mình nha, coi có thể còn cắt cái gì được nữa không các bạn. À, bởi vì cái cây này còn đang nằm dưới đất nè, chưa có đem lên đâu, thành ra các bạn có thể góp ý cho mình có thể cắt thêm chỗ nào nữa không ha. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha, mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo ha. Rồi, xin chào.